Trời ơi, cái sân khấu nó cổ tích ơi là cổ tích. Đẹp như một câu chuyện cổ tích. Cho miếng ánh sáng mặt lên nữa là cổ tích lắm luôn. Cái này không? Và hoa lan hồ điệp như mình đang lên là mọi người có mấy trăm cành lan hồ điệp đang rất là cool luôn. Và bên trên còn thêm một cái cây nữa nha, mọi người thấy không? Trời ơi, quá trời lung linh luôn. Mọi người thấy ông Tứ nói là đây, có một số bạn nói rằng là so với lại gì không bằng không hoa không tiểu tiết, không cần, nói chung là gu tôi là vậy đó, ai thích thì thích, không thích thì thôi. Còn các bạn đừng có bình luận, nhiều bạn cứ hay chê rồi so sánh Tứ của này của kia, mỗi người mỗi cấp, nói chung là mình không hơn bạn, bạn không hơn mình, nhưng mà một trong những điều đó là chúng ta thích cái gu nào thôi. Còn đúng nghĩa là tiệc cưới của đại gia nhà trăm tỷ đúng không cả nhà? Trời ơi là nó đẹp. Nhiều khi mình làm mình tự khen mình thì mọi người cười mình chứ. Nó giận chứ mình thấy vui là bởi vì nó rất ố về, giống phong cách của mình làm lố làm quá vậy đó. Có 400 khách thôi mà làm cái sảnh nó coi như hết 2/3 cái sảnh, nó không còn chỗ để người ta ngồi ăn luôn. Nói vậy thôi, bàn tiệc rất là luxury với tông màu đen nha cả nhà. Ở đây là một trong những cái mà khách hàng rất là sang, gu sang nha. Chịu màu đen mà theo mình được biết thôi nha. Thì thường thường mọi người đặt màu đen á, một là phải đặt trước, còn hai là mình phải trả phí. Nói chung là rất là xịn sò đúng không? Mọi người thấy không? Nhìn rất là luxury luôn. Trời ơi, tiệc tiệc rất là đẹp luôn. Đây, chiều nay lên tất cả mọi thứ rất là ố về về nha cả nhà. Nó giỡn như thôi chứ hy vọng cả nhà thương em nha. Em nói như thôi chứ không có giàu dạ.